Khán giả có số điện thoại là 0936, 3 số cuối là 838. Muốn hỏi chuyên gia là bò nái khoảng 1 năm tuổi mới chửa. Từ khi còn nhỏ, bò bị nổi mụn như hạt cơm ở chân, mụn cứng và có màu đen, đã cho dùng thuốc để bôi chân nhưng không hiệu quả. Muốn hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào, xin mời chuyên gia giải đáp. Vâng, thưa anh, với biểu hiện trên thì theo chúng tôi là con bò của anh bị mắc bệnh nấm cóc. Và cái bệnh nấm cóc này nó cũng tương tự như là mụn hạt cơm của người. Thế thì khi để mà điều trị thì phải có cái loại thuốc, mà cái thuốc là chỉ chúng tôi pha được và chấm vào cái mụn cóc đó liên tục 7 đến 10 ngày thì nó đã dùng, thì nó sẽ dùng hết. Nhưng trên thực tế dùng các cái loại thuốc mà như anh nói để bôi thì tất cả những loại thuốc đó sẽ không có tác dụng để làm dục những cái mụn nấm cóc đó. Và trên thị trường hiện nay tôi có thể giới thiệu cho anh có thể tiến hành anh làm được. Thứ nhất, anh đi mua cái thuốc mà điều trị hạt cơm của người, nhưng mà phải ở cái trung tâm y tế chứ không được đi mua ngoài. Anh chấm vào các mụn đó, và trước khi chấm vào mụn đó thì anh dùng một cái con dao sắc hoặc cái lưỡi dao lam anh lẩy để cho cái chân cái mụn cóc đó nó rớm máu, rồi bôi cái thuốc đó từ chân cho đến hết cái mụn cóc. Còn trường hợp nếu mà không mua được cái thuốc mà điều trị hạt cơm của người thì anh có thể tận dụng, thì cái này cái hiệu quả điều trị nó không cao. Anh đi sưu tầm cái quả pin thối, quả pin chạy đài đấy, quả pin pin thối, và anh lạy ra và anh lấy khí bột trong cái bột đấy, là nó có chủ yếu là cái phía ngoài, bột phía ngoài chứ không phải là đập cái phía bên trong mà có màu đen đâu. Thế đấy thì nó có bột rồi một số các cái hóa chất đặc biệt là có sút, thì anh cũng dùng cái lưỡi dao lam anh lạy từ cái chân của cái mụn nấm cóc đó cho nó chảy máu ra, sau đó là lấy cái hỗn hợp đấy, từ cái bột mà trong đó nó có sút đấy, anh bôi từ gốc cái chân cái mụn cóc cho trùm hết tất cả cái mụn cóc đó, và cứ làm như vậy ngày 2 lần liên tục 7 đến 10 ngày thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên. Và anh cần lưu ý này, khi mà sử dụng thuốc để bôi lên cái vùng da có cái mụn cóc đó thì anh phải dùng cái giọ mõm hoặc một cái gì đó anh phải cố định miệng và mõm con bò lại, không có khi bôi là nó sẽ liếm cái vùng da mà gần miệng ấy, nó sẽ gây cái ngộ độc cho con bò. Dạ vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của chuyên gia và xin cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi cho chương trình. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn
giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cây đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Rồi, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn nếu như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.